Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta tại Đất nước ta hôm nay thì tôi sẽ có một cái video có tên là Hai câu chuyện về tài sản chung vợ chồng. Thưa quý vị và các bạn, tài sản chung vợ chồng là một vấn đề khá nhạy cảm trong cái phong tục Á Đông của người Việt Nam. Tôi sẽ đơn cử hai trường hợp mà tôi đã tư vấn có một cái hình thức nó tương đối giống nhau để quý vị và các bạn thuận tiện, dễ dàng tham khảo ý kiến. Câu chuyện thứ nhất của tôi là một chị này, chị đến văn phòng, chị bảo rằng là chị đang sống ở bên nhà chồng. Thì trong cái quá trình mà làm dâu làm con thì được bên nhà chồng cho một cái phần đất, và dĩ nhiên cái phần đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và hai vợ chồng chị bằng một cái sự cần cù và một cái quá trình dài đã cất trên một cái nhà. Tuy nhiên thì anh đã đi theo tiếng gọi của con tim và chị vẫn ở một mình nuôi hai đứa con. Và chị nói với tôi rằng đứa lớn nhất thì cũng đã gần 40 tuổi. Thì hiện tại anh về và anh đã yêu cầu ly hôn và chia tài sản chung. Chị đến với tôi, chị hỏi rằng chị có lỗi gì mà anh ly hôn, chị có lỗi gì mà anh đòi chia tài sản. Thì hiện tại trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có tên anh. Nhớ như quý vị, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có tên anh, mặc dù là trong thời kỳ hôn nhân. Vấn đề này chúng ta sẽ bàn sau. Và một cái câu chuyện thứ hai nó cũng na ná giống như câu chuyện thứ nhất, là tôi có một cái khách hàng sau khi nghe cái video này thì anh đã gửi email cho tôi. Anh bảo rằng mẹ anh lấy bố anh. Bố anh là một người gia trưởng. Bố anh và mẹ anh sống một cái thời gian dài. Bố anh bằng cái nguồn lương của bố anh và bố anh mua được cái nhà, và hai vợ chồng sống nhau trên cái phần đất đó. Và tôi nghĩ khi anh là người email cho tôi thì tôi nghĩ rằng tuổi của anh cũng không dưới 20. Do đó tôi quyết định, và thêm một cái yếu tố nữa, rằng anh bảo rằng mẹ anh không dám ly hôn, bố anh đánh đập, ngược đãi và bạo hành với mẹ anh, nhưng mẹ anh không dám ly hôn vì sợ rằng khi ly hôn đi thì bà chỉ là một cái người phụ nữ thuần túy, không có thu nhập. Thứ hai nữa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ là tên một mình của anh. Và anh còn nói rõ cái nguồn tài chính, cái nguồn tiền mà mua cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua phần đất hoặc nhà là tiền do công sức của anh. Thưa quý vị và các bạn, cả hai câu chuyện về tài sản chung vợ chồng chỉ tượng trưng đúng một điều duy nhất, đó là một cái quá trình dài của vợ chồng tạo ra một trong một thời gian dài. Chúng ta quay lại về luật một tí xíu cho quý vị và các bạn. Tài sản chung vợ chồng là tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, có tính đến công sức của từng bên. Và hôm nay thông qua cái video này, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn từng thời điểm để quý vị và các bạn sẽ hiểu được đâu là tài sản chung, đâu là tài sản riêng được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Thưa quý vị và các bạn, nếu như cho đến thời điểm hiện tại thì luật hôn nhân và gia đình có những là điều luật, tức là luật hôn nhân và gia đình năm 1959. Thì luật hôn nhân và gia đình năm 1959 cho phép người miền Bắc và người miền Nam di cư vào, và cho phép họ được có hai vợ, vẫn được chia thừa kế, vẫn được xem là vợ hợp pháp vì đặc tính của thời cũ. Mấy anh em luật sư chúng tôi bảo rằng là thời thích quá, nếu mà anh sống vào thời kỳ của năm 1959 á, thì anh được hai vợ mà được luật pháp công nhận. Cái thời gian thứ hai đó là luật hôn nhân và gia đình năm 1986. Mà luật hôn nhân gia đình năm 1986 thì có hiệu lực năm 19, ngày 3 tháng 1 năm 87. Luật hôn nhân và gia đình năm 87 nói rằng
tài sản chung của vợ, tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ, tài sản riêng của chồng được xem là tài sản chung vợ chồng. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị và các bạn cái thời điểm mà hai câu chuyện, hai người vợ đó rơi vào thời điểm này. Và tôi nói thêm là luật hôn nhân và gia đình năm 2000, luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì cởi mở hơn, có quy định rõ được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân thì được xem là tài sản riêng. Giả sử như là bây giờ tôi được thừa kế từ ba mẹ ruột của tôi thì tôi được xem là tài sản riêng của tôi, hoặc là trong cái thời kỳ hôn nhân giữa tôi và ông xã tôi được tặng cho riêng thì cũng được xem là được tặng cho riêng. Và như vậy khi được tặng cho riêng thì tôi đứng giấy chứng nhận quyền sử đất của một mình tôi. Và tiếp theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 vẫn tiếp nối và có những quy định tiến bộ hơn về tài sản chung, tài sản riêng và thừa kế được tặng cho riêng, được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân. Quay trở lại vấn đề hai câu chuyện về tài sản chung vợ chồng, chắc chắn vào ngày thứ bảy thì tôi sẽ tổng hợp lại những cái lời tư vấn và tôi sẽ gửi cho anh theo cái đường email ở trong trường hợp của anh, cũng như giống như những người khách hàng tư vấn của tôi vào ngày thứ bảy. Đó là những ngày tôi tư vấn miễn phí cho tất cả mọi người. Về trường hợp của anh thì chúng ta hãy mạnh dạn, vì tôi cho rằng là luật sư, tôi cho rằng cả người mẹ của câu chuyện thứ hai và người vợ trong câu chuyện thứ nhất là cả hai người đều được cấp hôn kể từ luật hôn nhân và gia đình năm 86. Mà luật hôn nhân và gia đình năm 86 có hiệu lực, tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân trên nguyên tắc thì mỗi người được 1/2 tài sản. Trở lại một cái câu hỏi hóc búa mà cả cái vị khách hàng đến văn phòng cũng như cái người con trong email hỏi tôi rằng lo lắng vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đứng tên một người chồng. Không, thưa quý vị và các bạn, luật đã quy định rất rõ, do đặc tính của lịch sử, đặc tính của về mặt sự hoàn thiện về pháp luật cho đến thời điểm hôm nay thì tài sản đứng tên một người được xem là tài sản chung của hai người trong thời kỳ hôn nhân. Nếu có phát sinh tranh chấp thì cái người nào cho rằng tài sản riêng của mình thì người đó phải có nghĩa vụ chứng minh. Lặp lại nha quý vị và các bạn, tôi cũng đã đi nhiều cái vụ tranh tụng tại tòa án về tranh chấp tài sản chung vợ chồng. Thì tôi có ý kiến như vậy đó. Nếu tài sản được đứng tên một người thì được xem là tài sản chung vợ chồng. Nếu trong trường hợp vợ hoặc chồng có tranh chấp thì cái người đó, cái người mà có ý kiến đó, họ phải chứng minh là rằng bằng cái chứng cứ nào cho rằng tài sản này là tài sản riêng của họ. Thông qua cái video này thì chúng ta là người phong tục ác đăng, tôi không cổ suý cho hành vi ly hôn, nhưng nếu như trong trường hợp các bà, các mẹ đã sống bao nhiêu năm mà các bà, các mẹ vẫn không có lấy một ngày hạnh phúc thì chúng ta hãy mạnh dạn ly hôn để tự bảo vệ cho bản thân mình, và chắc chắn pháp luật sẽ bảo vệ cho các bà và các mẹ trong trường hợp các bà và các mẹ đã trải cả cuộc đời hy sinh cho chồng, cho con để ở cái lứa tuổi 60-70 các bà và các mẹ phải tự bản thân mình cảm thấy lo lắng. Trời ơi, bao nhiêu năm rồi, con cái nó lớn lên rồi, bây giờ mà tôi ra ngoài thì cảm thấy là xấu hổ và tôi không được chia tài sản thì thật là mệt mỏi. Thưa quý vị và các bạn, kết một cái câu chuyện thì tôi cũng muốn kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Thì tôi có một cái vị khách hàng khi tranh tụng ở tòa thì cái ông chồng ông nói một cái câu rằng là thuyền theo lái và gái theo chồng. Mặc dù cái cô này cổ sống chung như vợ chồng từ năm 1976, và một cái quan niệm của cái phong tục Á Đông
nó còn vẫn còn hằn sâu trong cái tư tưởng của người Việt, để cho người Việt mình cảm thấy rằng mình không thể bước qua cái vòng định kiến, bước qua cái việc ly hôn, bước qua cái việc chia tài sản và lo lắng không biết rằng pháp luật có bảo vệ mình hay không. Kính mong quý vị và các bạn xem cái video này và bỏ qua những cái lỗi nhỏ, vì cái việc mà đứng trước một máy quay mà không có một cái sự biên đạo dàn dùm thì rõ ràng đó cũng có những cái điều sơ xuất. Kính mong quý vị và các bạn xem và trải những cái điều mà luật sư muốn gửi đến quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.